thôi. Búp bể rất là to này các bạn. Đó. To dài. Đây. Xin chào các bạn. Hôm nay sẵn ở trên núi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái clip để cho các bạn biết về cái sinh hoạt ở trên núi. Thì mình sẽ làm một cái võng bằng cái cây này cho các bạn xem. Thay vì khi chúng ta đi rừng có thể chúng ta mang theo võng, mà khi không có võng chúng ta sẽ tạo võng để chúng ta nằm. Các bạn xem nha. Trước tiên mình sẽ lấy hai cái tàu lá này trước. Chúng ta chỉ cần hai tàu lá này nha các bạn. Mở tay. Sau đây ta tiến hành làm võng nha các bạn. Chúng ta sẽ test hai cái lá này lại với nhau. Ta test lần lượt từng cái lá lại với nhau các bạn nha. Phát
5 phút thôi. Xong lên mình sẽ làm thử. Bánh gà mái này là bánh 7 được à? Hay là đem đi? Đó. Bánh 7 được làm thành canh luôn. Có vẻ tạm ổn nha các bạn. Rồi, ok. Ok, như vậy có thể qua được một đêm rồi nha các bạn nha. Rất là thoải mái. Nhưng mấy ngày người lại có một đưa cái. Đưa được luôn nha các bạn. Có một cái dưới là có việc thoải mái là ngủ. Đây. Mình đã mắc cố định vô thành phẩm một cái giống rừng rú dã ngoại. Đi dã ngoại thì phải rừng rú nha các bạn. Đó. Ông em mình có vẻ đang thích cái giọng rồi. Đây, mình đã cột vào rất là chắc chắn nha các bạn. Không thể nào đứt được. Đó, các bạn xem chiến lợi phẩm. Đấy. Bây giờ là cái giọng của mình đã xong. Đã hoàn thiện. Có bạn nào có ý kiến gì hay muốn làm giỏng liên hệ mua giỏng này thì PM cho mình biết nha các bạn. Mình sẽ bán với giá cực là rẻ. Chi phí leo núi 2 tiếng đồng hồ, vã mồ hôi sôi nước mắt, lên chặt hai tàu lá ngồi hì hục đan 30 phút, cột lên nữa xong đem về bán cho các bạn. Chắc là vô giá. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Ở trên một ngọn núi cao, nằm ở dưới tán cây, mắc một cái võng bằng lá nằm rất là mát. Mát hơn những cái võng mà chúng ta mang ở nhà lên theo nha các bạn nha. Tại vì cái này là cái lá cây, nó rất là mát. Đó, nghe luôn tiếng ca tiếng cắt kè kêu nữa kìa các bạn. Đó, chuẩn bị trời đang sập tối rồi. Hiện tại bây giờ là 6 giờ 5 phút. Trời chuẩn bị tối. Cơm thì cũng đã chín rồi. Thì ta chờ những người bạn của mình nữa. Các bạn ấy đang chuẩn bị đi đánh gà về. Để xem thử có cái gì hay không rồi chúng ta làm mồi ăn cơm. Và đây cũng là địa điểm chúng ta hạ trại đêm nay nha các bạn. Các bạn xem xong clip này nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình các bạn ha. Và mình cũng chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Xin chào các bạn.